Tại Hà Nội, VNPT Technology vừa ra mắt đồng thời loạt sản phẩm công nghệ dành cho người tiêu dùng là smartphone Viva Lotus S3 LTE và Smartbox PC. Đây là thành quả của quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài của các kỹ sư VNPT Technology, công ty chủ lực của tập đoàn VNPT. Viva Lotus S3 LTE là sản phẩm thứ 5 thuộc dòng điện thoại smartphone. Viva Lotus với cấu hình vượt trội và lợi thế hỗ trợ mạng 4G LTE so với các sản phẩm cùng phân khúc. Bên cạnh đó, với nhiều tính năng hấp dẫn mà mức giá chỉ dưới 4 triệu đồng, chiếc điện thoại này là một lựa chọn tối ưu cho đối tượng khách hàng trẻ, cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên. Cũng tại lễ ra mắt, VNPT Technology cũng trình làng Smartbox PC. Đây là sản phẩm được VNPT Technology nghiên cứu phát triển và sản xuất trên nền tảng vi xử lý mạnh mẽ 64 bit nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc cá nhân cũng như giải trí cho mọi gia đình.